Đúng là con của em này. Đấy, có cái túi xách mang ra đi đường cũng rách mất. Chưa có tiền để mua mới. Sắp tám bà rồi. Để vào làm bạn mua cái túi mới được. Mà nào, mấy đứa bạn toàn bọn xỉn. Đây đi mày uống nước này. Rủ đi rồi bận. Thích tiền. Đồ uống quen được rồi anh ơi. Có, con ngay đây, xong rồi ơi. Lấy túi của em đúng không?
mấy hôm nay nó bị hỏng, anh chưa sửa được. Ôi giời ơi, thế làm ăn được cái gì nữa hả? Đấy, bằng chứng đâu? Tôi đã nhặt hộ cho định trả lại rồi. Còn bắt tôi ạ. Thôi tôi về đây, tắt rồi. Ê, này này, đang cắt từ đây có bỏ trốn à? Này 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 này. Thôi, may không mất gì là được rồi. Em kiểm tra xem còn thiếu gì không, mất gì không? May là em không mang ví, em để tiền trong cái túi nhỏ có cái khóa ấy. Ừ. Chắc là chưa kịp lục lọi gì, ừ. Thế không sao. Ôi, mày coi. Đúng là bực mình thật. Mà của em bao nhiêu tiền thế anh? Thôi hôm nay quán có chút chuyện như vậy, anh miễn phí cho em hôm nay. Thế rồi nhá, lần sau có gì em rủ bạn tới nhá. Ừ, cảm ơn em nhá. Thôi em về đây, chào anh nhá. Bye bye. Bye bye anh.